là màn đồng diễn của quý bạn bè đồng nghiệp thân yêu của Nhật Lệ. Mọi người ơi, tiết mục này chúng ta biểu diễn 1000% công lực nha. Let's go! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó hôn cho anh là dịu xa.